Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh Phan Đông Excel. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về rồng Komodo loài than lằn lớn nhất thế giới, sống tại đảo Komodo, Indonesia. Với sức mạnh đáng sợ và nọc độc nguy hiểm, rồng Komodo thực sự là sát thủ tự nhiên của thế giới hoang dã. Rồng Komodo có thể dài tới 3 mét và nặng đến 90 kg. Chúng săn các con mồi lớn như dê, hươu và trâu nước bằng cú cắn độc chết người. Đặc biệt, rồng Komodo còn có khả năng phục kích và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đây là loài vật quý hiếm và hiện đang được bảo tồn để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Phan Đông Excel để không bỏ lỡ các video khám phá thiên nhiên hoang dã tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.